cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cự Hải kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với bản tin ngày hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi và anh Tạ Cự Hải có dịp để mà bàn một số vấn đề có liên quan tới vấn đề kinh tế tuần qua nhưng mà cũng nhân đây thì chúng tôi cũng muốn bàn với anh tiến sĩ Tạ Cư Hải về cái chuyến đi rất là đặc biệt của tổng thống Donald Trump. À, để trước hết thì em xin được kính chào anh Hải. Dạ kính chào anh Võ Thịnh Nhân và kính chào quý khán giả của SBTN. Nhìn chung kinh tế tuần qua thì như thế nào vậy thưa anh? Kinh tế tuần qua như tôi đã nói, dù nó có thăng trầm nhưng mà cái điều đặc biệt của nội các Donald Trump là cho dù thị trường chứng khoán thăng trầm như thế nào. Kinh tế Mỹ vẫn phát triển mạnh mẽ. Và chính vì vậy mà tôi muốn lặp lại là giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng. Và yeah. không nhất thiết phản ứng trung thực cái tình hình kinh tế của nước Mỹ được. Và cái con số mà người uh, có công an việc làm thì anh nhìn nó như thế nào? Con số anh? của người công an việc làm nó tiếp tục phát triển tốt. À, quý vị nên nhớ rằng đó là à, kinh tế Mỹ mỗi một ngày, mỗi một phát triển mặc dù tuần qua quý vị thấy cả ba chỉ số của thị trường chứng khoán Dow Jones, uh, Nasdaq và SP 500 đều đi xuống trong tuần nhưng mà đi xuống không đáng kể uh, dưới nửa phần trăm. À, nhưng mà nếu mà nhìn chung tháng 6 đó là cái tháng vĩ đại nhất của thị trường chứng khoán của Mỹ. Cái tháng 6 là cái tháng mà uh, thậm chí mà có những cái chỉ số nó đã kéo dài rất tốt họ so sánh trong suốt một uh, một thập niên chẳng hạn thì luôn luôn cái tháng 6 vừa rồi là cái tháng 6 rất là đặc sắc của thị trường chứng khoán nước Mỹ và do đó kinh tế của nước Mỹ cũng tốt đẹp như vậy. Và con số thất nghiệp vẫn dưới 300.000 người. Luôn luôn, luôn luôn. Đ đây là tuần lễ thứ 225 à, của kinh tế Mỹ với số người uh, xin hưởng uh, thất nghiệp lần đầu dưới 300.000 người. Yeah và khi mà chúng ta nói tới cái kinh tế của Hoa Kỳ thì cũng nói tới một số vấn đề có liên quan tới mùa hè năm nay. Anh thấy cái giá xăng với lại cái sinh hoạt mùa hè thường thường người ta đi vacation nhiều lắm. Thì năm nay thì anh nhìn như thế nào vậy dạ, anh À đáng lý ra thì cái giá xăng nó còn xuống thấp hơn nữa. À, nhưng mà bởi vì cách đây 3 tuần đó à Iran có gây hấn Mỹ bằng cách là bắn rớt một chiếc drone mà không người lái của Mỹ. À, chính vì vậy mà à, cái tình hình ở cái eo biển của Iran nó nó căng thẳng và chính vì vậy mà cái giá dầu thô nó có đi lên chút ít nhưng mà đi lên chút ít bây giờ mình thấy so với tuần trước nhưng mà so với nhiều tuần qua nhiều tháng qua thì cái thị trường của mỹ đã cho thấy rằng là giá xăng đi xuống rất nhiều và đây là cái mùa mà người ta đi xa nhiều à, cho nên dân mỹ lại một lần nữa giống như được hưởng một cái à, cắt thuế đặc biệt cắt thuế của sân nhất tức là à, cái tiền sân nó rất là rẻ và đó là một cái lợi điểm của kinh tế Mỹ hiện tại cái người tiêu thụ có thêm tiền để tiêu và khi mà chúng ta nói rằng tổng thống của Hoa Kỳ đến tham dự cái hội nghị G20 ở tại Nhật Bản đó thì cái chuyến đi vừa rồi theo tiến sĩ tại Hải đánh dấu đánh giá nó như thế nào nó có tạo một cái cái gì đặc biệt không cái chuyến đi vừa rồi đó à, bình thường người ta cũng không có tiên liệu nổi là tổng thống Donald Trump có những cái quyết định táo bạo và rất là là nổi, nổi bật như vậy. Thì ở giờ phút cuối sau khi mà sắp sửa kết thúc cái cái hội hội thượng đỉnh của G20 đó thì tổng thống Donald Trump đã hợp tác với thảo luận với uh, tổng thống của Nam Hàn và hai ông đã quyết định là uh, nên gặp uh, chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un uh, vào um, cái dịp này và ở cái cái phần khu phi quân sự của của Bắc Hàn và Nam yeah. Hàn. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà nó rất đặc biệt ở cái chỗ là đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tổng thống tại vị của nước Mỹ đã bước vào đất của Bắc Hàn. Mà quý vị đã thấy trên truyền hình cũng như uh, cái cảnh mà người ta thấy nó lạ lùng một cách rất là phấn khởi đặc biệt chỉ có tổng thống Donald Trump có thể làm được và dám làm nhưng mà cái cái hình ảnh của một vị tổng thống Hoa Kỳ bước ở bên kia rồi bước trở về rồi có một cái cuộc họp báo ở Freedom House thì nhưng mà cái nhìn chung á, về vấn đề mà bắt hàng với lại tổng thống Donald Trump có nhiều buổi họp lắm rồi nhưng mà chưa có đến một cái kết quả nào cụ thể hết thì cái đó cũng cũng là một cái mối lo cho người dân Hoa Kỳ là Um, có thể là đây là nếu chỉ có lợi cho cái cuộc vận động tranh cử sắp tới cho tổng thống donald trump khi mà bước vào bên kia bên giới mà thôi chứ sự thực kết quả không có cụ thể được à, người ta có thể nghĩ thế này thế nọ và dù ông có bước qua không bước qua thì xưa nay phe đối lập của chính phủ donald trump à, từ đảng dân chủ hay là các cái à, à, truyền thông báo chí rồi vân vân họ luôn luôn nói bất lợi cho tổng thống donald trump dù ông làm điều gì nhưng mà đây là cái điều mà cả thế giới quan hỷ kể cả đức giáo hoàng tại La Mã cũng quan hỷ, khen ngợi Tổng thống Donald Trump là người có thiện trí mà tôi vẫn thấy rằng là Tổng thống Donald Trump là một người đàn anh trong lãnh đạo của thế giới cho nên đối với Bắc Bắc Hàn thì cũng chẳng nghĩa lý gì đối với ông Donald Trump nhưng mà ông luôn luôn tỏ ra người độ lượng và luôn luôn làm siêng năng chịu khó để tìm giải pháp hòa bình chẳng những cho Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ mà cả thế giới được yên ổn hơn thì đó là người ta nhìn vào tương lai, tương lai đó, cái tương lai nếu mà ông đem lại được cái sự hòa đàm tốt đẹp, có kết quả tốt đẹp thì nó ích lợi cho nước Mỹ và cho thế giới và cho cả bắc hàn, nhưng mà người ta, mọi người đều được tận hưởng cái cái sự an bình đó, cái điều đó là điều rất là quan trọng chứ không phải những điều chỉ xỏ nhau, chửi qua chửi lại mà quan trọng. Ông Donald Trump là người vĩ đại. Yeah và trở về cái G20 thì à, bên cạnh hai chục quốc gia gọi là cường quốc, quốc đề kinh tế đó thì người ta cũng thấy có được mời thêm một số quốc gia nữa trong đó có Việt Nam. À, tiến sĩ tại Hải có thấy cái hình ảnh của ông thủ tướng cộng sản Việt Nam ông và Phúc. ông Trump không? À, thì anh thấy thấy anh nhận thấy, định như thế nào? Thấy, thì, thì quý vị thấy ừ. rõ ràng là ông Trump là một người đàn anh lãnh đạo cả thế giới tự do là phải rồi. Còn ông kia là không đúng mà quý vị thấy cũng hơi bi thảm dạ, mà mình cũng xấu hổ. Dạ nhìn thấy cũng kỳ kỳ quá không? Kỳ quá nhưng mà nhìn chung thì cái thế của Việt Nam bị ông Trung cảnh cáo về một số cái violation những cái vi phạm về những cái hiệp ước về vấn đề thương mại hai bên đó mà make in Việt Nam, in Việt Nam vậy đó nhưng mà đồ của Trung cộng nhiều quá thì cái cái ghi nhận của nhân dịp này ấy. là cái dịp mà ông Trump ông đã cấm vận tiếp tục đối với Trung Quốc à, gia tăng cấm vận thì Trung Quốc họ muốn tránh cái cái thuế mậu dịch đó họ mới chuyển cái hàng hóa của họ được đi qua cái đường của Việt Nam tức là nhà nước Việt Nam cộng sản đã tiếp tay cho Trung cộng để mà trốn tránh cái 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 thuế mậu dịch đối với Mỹ thì ông Trump ông cảnh cáo cho biết là chưa có cái nước nào mà áp dụng cái chính sách mà đi giúp cho Trung Quốc như vậy mà xấu xa như là hành động của nhà nước cộng sản Việt Nam Dạ, yeah. thì như vậy nó có cái ảnh hưởng tới vấn đề mà Biển Đông trong tương lai mà nếu mà Mỹ muốn liên minh với lại Cộng sản Việt Nam để mà bảo vệ cái vấn đề mà vùng biển mà người ta có thể nói rằng nó được tự do hàng hải. Tôi nghĩ là bởi vì có những cái biến cố nhỏ nhỏ như thế này đó sẽ làm dễ dàng cho cái sự ảnh hưởng của Mỹ đối với Việt Nam nhiều hơn. Họ có mặc cảm về tội lỗi và họ thấy là họ đã bị ông Trump phát giác ra cái chuyện là một cách che giấu của họ như vậy. À, phản lại cái, cái 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 tình hình ngoại giao cái giao hảo tốt đẹp giữa Mỹ và Việt Nam như người ta đã thấy trong mấy tháng qua thì đây là cái dịp mà để cho thế giới thấy rõ đừng nghe đừng đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm xin được cảm ơn tiến sĩ Tạ Cự Hải cảm ơn võ thành nhân yeah. kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và tiến sĩ Tạ Cự Hải đến đây xin được chấm dứt và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau một lần nữa em cảm ơn Hải yeah. cảm ơn võ Thành nhân Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc.sbtn.tv. Thành trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.